nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Dòng dõi bà Keturah. Sách Sáng Thế, chương 25, từ câu 1 đến câu 6. Ông Abraham lấy thêm một bà vợ nữa, tên là Keturah. Bà sinh cho ông Zimran, Jokshan, Medan, Madian, Gitbak và Suak. Ông Jokshan sinh Serva và Dedan. Các con của ông Dedan là người Asuri, Letusim và Leumim. Các con của ông Madian là Epha, Epher, Canok, Avida, Endaa. Tất cả những người ấy là con cháu bà Keturah. Ông Abraham đã cho ông Isaac tất cả những gì ông có, còn những người con của các bà vợ lẽ ông thì ông Abraham đã tặng quà họ. Và ngay khi còn sống, ông cho họ đi xa ông Isaac, con ông, về hướng đông, về đất phương đông. Ông Abraham qua đời. Sách Sáng Thế, chương 25, từ câu 7 đến câu 11. Ông Abraham sống thọ 175 tuổi, rồi tắt thở. Ông qua đời khi đã cao niên, đã sống tuổi già hạnh phúc và được mãn nguyện. Ông được về sum họp với gia tiên. Các con ông Isaac và Ismael chôn cất ông trong hang Macpela, trong cánh đồng của ông Ephron, con ông Socha, người Khết, đối diện với Mamre. Đó là cánh đồng ông Abraham đã tậu của con cái ông Khết. Ông Abraham được chôn ở đó, cũng như bà Sarah, vợ ông. Sau khi ông Abraham qua đời, Thiên Chúa chúc phúc cho ông Isaac, con ông. Ông Isaac ở gần giếng Lachai-ro-i. Dòng dõi ông Ít-ma-ên. Sách Sáng Thế, chương 25, từ câu 12 đến câu 18. Đây là gia đình ông Ít-ma-ên, con ông Abraham, mà bà Haga, người Ai Cập, nữ tỳ của bà Sarah, đã sinh cho ông Abraham. Đây là tên các con trai ông Ít-ma-ên, tên xếp theo gia đình của họ. Nevazot, con đầu lòng của ông Ít-ma-ên, rồi đến Keda, Adber-en, Mipsam, Mipma, Duma, Masa, Kadat, Tema, Zertur, Nafit, Kết-ma. Đó là các con ông Ít-ma-ên, và đó là tên của họ, theo các làng và trại của họ, 12 đầu mục cho bấy nhiêu bộ lạc. Đây là số năm ông Ít-ma-ên đã sống, 137 năm. Rồi ông tắt thở, qua đời, và được về sum họp với gia tiên. Ông đã từ Kha-vi-la đến Sua, đối diện với Ai Cập, về phía Assur. Ông định cư đối diện với tất cả anh em của ông. Phần 3. Sự tích ông Isaac và ông Jacob. Ông Esau và ông Jacob chào đời. Sách Sáng Thế, chương 25, từ câu 19 đến câu 28. Đây là gia đình ông Isaac, con ông Abraham. Ông Abraham sinh ra ông Isaac. Ông Isaac được 40 tuổi khi ông lấy bà Rebecca làm vợ. Bà này là con ông Bethuel, người Aram ở Padan Aram, và là em ông Laban, người Aram. Ông Isaac khẩn cầu Đức Chúa cho vợ ông, vì bà hiếm hoi.
Đức Chúa nhậm lời ông và bà Rebecca vợ ông có thai. Các đứa con đụng nhau trong lòng bà, nên bà kêu lên: "Nếu vậy thì tại sao tôi thế này?" Bà thỉnh ý Đức Chúa. Đức Chúa phán với bà: "Có hai dân tộc trong lòng ngươi, hai dân tự dạ ngươi sinh ra và sẽ chia rẽ nhau. Dân này sẽ mạnh hơn dân kia, đứa lớn sẽ làm tôi đứa bé. Khi đến ngày sinh nở, thì quả là bà đã mang hai đứa con trong lòng. Đứa ra trước đỏ hoe, toàn thân như một chiếc áo choàng bằng lông. Người ta đặt tên cho nó là Ê-sau. Sau đó, đứa em ra, tay nắm gót chân của Ê-sau. Người ta đặt tên cho nó là Gia-cóp. Ông Isaac được 60 tuổi khi chúng sinh ra. Hai đứa trẻ lớn lên. Ê-sau là người thạo nghề săn bắn, chuyên rong ruổi ngoài đồng. Còn Gia-cóp thì trầm tĩnh, chỉ sống ở lều. Ông Isaac thương Ê-sau vì ông thích ăn thịt rừng, còn bà Rebecca thì thương Gia-cóp. Ê-sau nhượng quyền trưởng nam. Sách Sáng Thế, chương 25, từ câu 29 đến câu 34. Lần kia, Gia-cóp đang nấu cháo thì Ê-sau từ ngoài đồng về, mệt lạ. Ê-sau nói với Gia-cóp: "Cho anh ăn món đo đỏ kia với, vì anh đang mệt lạ." Vì thế người ta đặt tên cho nó là Ê-đôm. Gia-cóp nói: "Anh hãy bán quyền trưởng nam của anh cho em trước đã." Ê-sau nói: "Anh đang sắp chết thì quyền trưởng nam có ích gì cho anh?" Gia-cóp nói: "Vậy anh thề ngay với em đi." Ê-sau liền thề và bán quyền trưởng nam của mình cho Gia-cóp. Bấy giờ Gia-cóp cho Ê-sau bánh và cháo đậu. Ê-sau ăn uống rồi đứng dậy đi. Ê-sau đã coi thường quyền trưởng nam.